tên cho sheet sẽ có một số cái quy định cụ thể như sau. Thứ nhất là bạn không được đặt trùng một cái tên sheet đã có rồi. Ví dụ như ở đây, mình có tên sheet là sheet 1 và tên sheet là sheet 2. Nếu như chúng ta đổi sang một cái tên là sheet 2 giống với tên sheet đã có, thì khi bấm Enter thì Excel sẽ thông báo chúng ta biết là cái tên này đã có rồi, hãy đặt một cái tên khác. Đó, không được phép đổi tên trùng sang tên của sheet khác. Tiếp theo là một số chú ý liên quan tới việc tên sheet thì nó sẽ có liên quan gì tới cái quá trình làm việc ở trong Excel. Ví dụ như ở đây, mình sẽ đổi tên hai sheet, sheet 2 và sheet 5 thành cái tên khác đi. Ví dụ như là bài tập 1, mình sẽ viết đủ tên tiếng Việt có dấu và ở đây mình sẽ ghi là bài tập 2, tên không dấu, và sheet 6 này mình sẽ đổi tên thành bài tập 3. Ở đây mình không sử dụng dấu cách. Thì với ba cái nội dung này thì chúng ta sẽ có những cái vấn đề gì xảy ra khi làm việc với các sheet này. Thì mình sẽ lấy sheet 1 làm ví dụ. Tại sheet 1, mình sẽ phóng to lên một chút này. Tại sheet 1, khi chúng ta thao tác tới một cái vị trí ở sheet khác, ví dụ như là bằng ô A1 của sheet bài tập 1, thì chúng ta sẽ có này, khi tích chọn vào vị trí ô A1 của sheet bài tập 1, thì chúng ta sẽ thấy trên thanh công thức xuất hiện nội dung là bài tập 1 là tên sheet nằm trong dấu nháy đơn, kèm theo đó là dấu chấm than, thể hiện tên sheet là sheet bài tập 1 và vị trí ô mà chúng ta tác động vào là ô có tọa độ A1. Đó. Thì đây là chúng ta tham chiếu tới vị trí ô A1 ở trong sheet bài tập 1. Và nếu như chúng ta tham chiếu tới sheet bài tập 2 ô A1, đó, thì chúng ta cũng thấy xuất hiện tương tự cả dấu nháy đơn này. Enter. Và khi chúng ta chọn tới sheet bài tập 3, kích vào ô A1, thì bạn sẽ thấy ở đây chúng ta không có dấu nháy đơn nữa, mà chỉ có đơn giản nội dung là bài tập 3 rồi dấu chấm than, thể hiện cho tên sheet là bài tập 3 và ô A1. Đó. Thì tại sao lại có sự khác biệt này? Tại sao cái chữ bài tập 1 này lại đặt trong dấu nháy đơn, mà cái sheet bài tập 3 viết ở phía dưới này lại không có dấu nháy đơn? Thì lý do nằm ở chỗ là khi chúng ta sử dụng dấu cách để đặt tên sheet thì sẽ có một cái vấn đề, đó là dấu cách đó sẽ làm cho các ký tự nó tách biệt ra. Và khi chúng ta gọi cái tên sheet thì bắt buộc để gom nó lại thành một nội dung thể hiện tên của một sheet thì bắt buộc phải có cặp dấu nháy đơn bên ngoài để thể hiện rằng đây là một nội dung liền nhau. Còn ở trong cái tên thứ ba này, cái chữ bài tập 3 này nó được viết liền nhau, không bị ngăn cách bởi dấu cách. Vì vậy toàn bộ nội dung này nó sẽ không cần thiết phải đặt trong cặp dấu nháy đơn nữa, mà nó có thể sử dụng trực tiếp luôn làm tên sheet khi chúng ta sử dụng các cái tọa độ tham chiếu. Và như vậy các bạn có thể để ý trong quá trình đặt tên sheet, để tránh nhầm lẫn thì mình khuyên các bạn nên sử dụng phương pháp đặt tên không sử dụng dấu cách. Nếu phải sử dụng dấu cách, bạn nên sử dụng dấu gạch dưới để viết liền. Đó, tránh việc chúng ta phải sử dụng dấu cách. Ví dụ như ở trong trường hợp bài tập 2 này, mình sẽ đổi lại tên thành bài sheet gạch tập sheet gạch 2. Thì khi đó chúng ta nhìn vào nó cũng có vẻ giống như sử dụng dấu cách, nhưng trong cái tọa độ tham chiếu nó sẽ không còn dấu nháy đơn nữa. Đó, nó sử dụng giống như cái chữ bài tập 3 viết liền nhau. Đấy là một số cái lưu ý liên quan tới đặt tên sheet ở trong Excel. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những bài học tiếp theo.